xin chào mọi người ai cũng muốn thắng trong uh, tiền điện tử cũng giống như bitcoin nhưng có bao nhiêu người là muốn học và chỉ có qua học học và học thì bạn mới có thể chốt đơn thì ở đây uh, rõ này là vừa rồi mình có làm một cái video và mình đã cái đó là trong một cái phát trực tuyến nó mang cái tự đề là 99 tất cả những người giao dịch thì không biết những cái thứ này hoàn toàn miễn phí ở trên nó nằm ở trên youtube bạn có thể gõ cái thông tin này lên và nó sẽ nó sẽ chỉ dẫn cho bạn đọc osi thì như thế nào ok sự uh, gọi là giá đi lên osi đi xuống thì làm sao là vẽ cho nó đúng để mình có thể chốt đơn và ngày hôm nay là mình làm cái tập thứ hai và khá là nhiều anh em ở ngoài xã hội đã gọi là đợi nó một thời gian dài rồi và đăng ký. Và mình cái đầu, cái đầu tiên đó là mình rất là cảm ơn cái sự gọi là uh, cần cù, cái sự gọi là chịu khó đợi cái thông tin ra. Mình biết ok bạn nộp phí và đã đợi một thời gian dài thì hôm nay gọi là mình bỏ khá là nhiều thời gian vô nó và chuẩn bị ok, những cái tập của nến và cái cái tập nến kế tiếp là ra ngày hôm nay à, mình sẽ không có một cái phát trực tuyến ngày hôm nay ngoại trừ mình làm xong cái video đó mà mình biết là bạn đợi nó một thời gian khá là dài rồi nếu bạn đọc được nến bạn kết nối với chống lưng và kháng cự và bạn kết nối với những cái hình hài những cái một cái hình tam giác chiếu xuống thì xác suất sẽ đi đâu hình tam giác chiếu lên thì đi đâu nhưng chỗ nào là cái chỗ gọi là nó chứng tỏ chứ không phải lúc nào nó chiếu xuống cũng đi lên và chiếu lên cũng đi xuống đúng không thì dựa theo những cái đó và đọc thêm nến đọc osi đọc vân vân và vân vân thì cái đây là cái tập thứ hai xác suất của cái nền tảng này những cái tín hiệu mình cung cấp cho bạn hơn đến giờ này thì khoảng cỡ hơn 7 tháng mấy và xác suất của nó là lên tới 90 95% những cái tín hiệu của Bitcoin, Ethereum và những cái đồng altcoin. Làm sao xác thực những cái tín hiệu như vậy? Làm sao mà mình có thể đo lường như vậy được? Thì bạn coi cái 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 video 16 phút này cho những người nào gọi là muốn thắng 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 trong cuộc chơi này thì bạn coi cái video này. Uh, video này nó nằm ở trên YouTube bạn có thể coi. Nếu bạn muốn thắng trong cuộc chơi này bạn có thể bắt đầu từ cái video này Bạn coi thử cái video này Có thử là những cái kiến thức này uh, Nếu bạn là một người có kinh nghiệm 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đó Mình không biết Bạn coi thử cái video này nó có giúp ích cho bạn hay không Nếu nó giúp ích Bạn có thể ghi bên dưới nó giúp ích Không giúp ích có thể ghi không giúp ích bên dưới Hay là những cái, những cái tài liệu này là uh, Bạn đã có trong đầu bạn rồi những cái video ra ngày hôm nay là cái video đọc nến gọi là cái phần số 2 cộng thêm kiến thức cho cái video này. Thì để bạn thắng thì có thể là bạn phải đọc hết luôn um, cái gọi là nguyên cuốn sách này. Ok. Và nguyên cuốn sách này á nó có cả cả ngàn trang lận. Nó cả cả ngàn trang lận. Thì nhưng mà mình tóm tắt nó một cách ngắn gọn nhất có thể. Một con người có thể tóm tắt nó ngắn gọn nhất, dễ hiểu Bất cứ người nào mà bỏ một chút thời gian vô học nó Thì sẽ hiểu và có thể sợ Có thể là áp dụng vô cái vấn đề giao dịch của bạn Để chốt đơn Thì đây không chỉ là mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin, tiền điện tử Rồi những cái tín hiệu cho bạn mua vô bán ra Rồi vùng nào mua, vùng nào bán ok Thì đó là những cái gọi là những cái thứ mình cung cấp cho xã hội Nhưng đây mình còn kéo xuống cái màn mình cung cấp mình dùng cái đồ nghề nào để mình chốt đơn hàng ngày ok mình dùng cái sản cái cư cái những cái vật vật chất mà mình dùng nó hàng ngày để mình đo lường cái thị trường này thì mình cung cấp cho bạn luôn và đây là cái video đầu tiên mình cung cấp và cái video kế tiếp là nó sẽ ra mặt ngày hôm nay trước khi nếu mà mình làm xong nó thì mình sẽ có cái phát trực tuyến 9 giờ còn không có thì chỉ có nến nến và nến cho nó xong bởi vì sao khá là nhiều người anh em đã đã đợi nó một cách gọi là kiên trì với mình rồi ok thì mình phải làm thôi chứ mình không có thể dây dưa hơn được nữa ok thì cái đầu tiên là cảm ơn những người đó cái thứ hai là nếu bạn muốn biết cái xác suất chính xác cái phần trăm chính xác của những tín hiệu của mình cung cấp nó như thế nào thì coi cái video 16 đó 16 mười sáu phút nếu bạn muốn thắng trong cái cuộc chơi này thì bạn coi video đó còn còn bạn muốn thua còn cái nịch thì không cần coi ok làm sao lấy được những kiến thức của mình hơn 4 năm ăn học một ngày mười mấy tiếng thì bạn có thể uh, lên cái nền tảng tiền Academy bạn có thể lên trên Twitter Twitter đúng không mình dán cái tên này lên trên cái chữ này thì bạn tìm mình được bởi vì có rất là nhiều kênh ở ngoài xã hội đang giả mạo cái cái chữ tiền Academy này ok bạn chỉ có lấy tên này và dán nó lên đây thôi bạn có thể tìm mình được và đây là những cái dịch vụ mình cung cấp ok dịch vụ thì dịch vụ uh, dịch vụ thì mình có cung cấp video tín hiệu nghe video tín hiệu của bitcoin, ethereum và những cái đồng altcoin. Không chỉ vậy nữa, mình cung cấp chỉ có nghe chỉ có giá mua và giá bán thôi. Uh, mình đá cô nhân viên sẽ đá cho bạn cái giá mua của một đồng nào đó và giá bán của một đồng nào đó. Ok, nó có hai loại. Lựa chọn thứ ba và là lựa chọn thứ bốn. Ok, không chỉ vậy, đây là cái lớp biểu đồ. Đây là cái cái video nến là ngày hôm nay ra. Nếu bạn muốn thắng uh, hai chục triệu năm chục triệu một triệu một tỷ năm tỷ 10 tỷ gì đó bạn mình không quan trọng nhưng những cái thứ này mà bạn không biết nghe như đọc nến mát đi vân vân và vân vân mà bạn không biết thì chắc chắn bạn sẽ không thắng được ok đây gọi là cái móng của cái nhà của bạn nếu bạn chưa có kiến thức như vậy nếu bạn coi cái video này nghe video này bạn thấy ô cái này là quá mới mẻ thì có nghĩa là cái tập những cái tập tới đây nó còn mới mẻ với bạn và nó sẽ giúp ích giúp, giúp, giúp ích cho bạn thì đó là cái lựa chọn thứ năm lựa chọn thứ sáu là cho những người nào chưa biết một thứ gì trong thị trường tiền điện tử chưa bao giờ mở một cái sàn chưa bao giờ giao dịch không biết một cái thứ gì hết về bitcoin và tiền điện tử thì bạn có thể đăng ký cái lựa chọn thứ sáu lựa chọn thứ bảy là cho những bạn nghe uh, hồi đó đến giờ chỉ đầu tư vào thị uh, trường đầu tư vào uh, gọi là bất động sản làm ăn vân 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 Uh, bạn bây giờ thì bạn thấy tiền điện tử nó rất là hot nhưng bạn chưa biết một cái thứ gì hết bạn không biết đầu tư như thế nào để nhân cái tài khoản của bạn lên để bảo vệ cái tài tài khoản của bạn trong tương lai tới đây uh, vậy tạo và tại sao là tiền tệ là tiền giấy ti, uh, tiền tệ là tiền giả vân vân và vân vân những chất xám như vậy để mình cho bạn một thống kê thôi 2021 tới 2023 bitcoin tăng trưởng 10 triệu 400 hai mấy ngàn phần trăm mười triệu bốn trăm mấy ngàn phần trăm trong lúc đó cổ phiếu cổ phần okay, nasdaq 100 chỉ tăng trưởng sáu phần trăm và vàng trong 12 năm vừa rồi chỉ tăng trưởng 30 phần trăm bất động sản thì đang đứng băng làm ăn thì khó khăn bởi vì suy thái đang xảy ra chuyện gì chuẩn bị xảy ra tới bitcoin ngay bây giờ những cái thứ những cái chức xám mình lan tỏa hàng ngày một ngày mười mấy tiếng qua mạng điện tử qua những cái phát trực tuyến Nếu bạn muốn nghe nhân cái tài khoản của bạn lên Một cách an toàn Thì đây bạn chọn có thể lựa chọn thứ, lựa chọn thứ 7 Ví lạnh Trezor ngay bây giờ ở đây bán với cái giá là rẻ hơn giá thị trường 100 tới 300 ngàn đô à, 300 ngàn Việt Nam Ok, Trezor One Chỉ có Trezor One ngay bây giờ không thôi Thì đó là những dịch vụ Ok, không chỉ vậy Tư vấn, tư vấn Nghe, bất cứ bạn có một cái câu hỏi gì Cũng giống như ngày hôm nay khá là nhiều câu hỏi, à, có bạn hỏi về cái đồng này đồng nọ, à, có người thì hỏi là à, người ta đang dính đầu tới mười mấy, mười mấy tỷ trên một cái sàn mà nó không có nổi tiếng, nó không có tên tuổi gì hết, người ta đã cố gắng lấy cái đồng tiền của người ta ra nhưng lấy không được, thì ở đây là mình gỡ những cái gọi là cái rắc rối đó, những cái thứ mà bạn làm không được á, thì ở đây mình có thể giúp cho bạn những cái chức xám nha về giống như hôm nay các bạn đó bạn gợi gửi một cái đồng đó rồi bạn hỏi một cái câu uh, những cái thứ mà mình có trên đầu của mình ok thì nếu bạn hỏi mình trả lời và mỗi câu hỏi như vậy á thì nó đâu khoảng cộng 19 usdt nếu mình mình có câu trả lời trong đầu mình còn nếu mà mình phải mất thời gian để tìm tòi những cái câu trả lời như vậy ok thì nó sẽ tốn phí thì đây là cái số yellow không quan trọng bạn giữ đồng nào, bạn có thể giữ những cái đồng NFT, những cái đồng shitcoin vớ vẩn vớ vẩn hay là sau đó bạn nghĩ là bạn nên xả nó để chuyển nó qua một cái đồng khác hay là vân vân và vân vân. Thì ở đây mình vẫn tư vấn với đây là cái số Zalo bạn có thể liên lạc với cái cô nhân viên. À, quay lại câu chuyện à, cho những người nào muốn thắng cái cuộc chơi, coi cái video này trước ở trên YouTube. Ok, hoàn toàn miễn phí. À, muốn biết xác suất sự chính xác của mình như thế nào làm sao tìm làm sao mà xác nhận nó được thì cái video này là chỉ cho bạn cách xác nhận, ok? Còn về dịch vụ thì uh, cái nền tảng này nghe lên cái nền tảng này Twitter tìm cái tên này tìm cái tên này đúng không? Đây là cái dịch vụ nằm trên hết. Còn đây là những cái cái gì mà mình còn cái nền tảng này mình đăng những cái sự thật trên toàn cầu cho bạn. Chất xám về Bitcoin tiền điện tử hàng ngày. Uh, và nó cũng hoàn toàn miễn phí và không cần trả một cái thứ gì hết bạn lên đây bạn có thể học những cái kiến thức mình chia sẻ trên đây uh, nó sẽ giúp bạn mở mang kiến thức và bạn sẽ trở thành uh, gọi là cái không không phần trăm bạn sẽ có kiến thức nhiều hơn 99.999% 99 con người trên cái trái đất này ok chỉ có việc đăng ký cái nền tảng là tôi hoàn toàn miễn phí thì uh, Twitter ok nhắn cái tên này tìm mình kết nối và sau đó là khá là nhiều thông tin mình đăng hàng ngày cho bạn có thể là mở mang cái cái bộ não của bạn ra và có thể là gọi là cầu mong cho những cái tháng tới đây bạn sẽ có được tự do tài chính bởi sao những cái tháng tới đây tại sao nó quan trọng tại sao tại sao thì bạn có thể link um, cái tiên ở trên YouTube coi những cái phát trực tuyến vừa rồi vậy thôi xin chào mọi người.